Alo, xin chào hết tất cả, chào một ngày, ngày 27 tháng 4 năm 2024. Với tự đề hôm nay, thời sự nóng bỏng vào ngày 27 tháng 4, 24. Tin nóng hôm nay vừa thổi vừa nghe, toàn chương trình hôm nay là buổi sáng này hôm nay buổi sáng nha bà bạn buổi sáng bên tại châu âu ha mình coi thử mấy giờ giờ yeah. giờ này là đang 6 giờ rưỡi tại châu âu ha. chương trình nóng vừa thổi vừa nghe có những cái tin gì mới trong ngày hôm nay. À. Bây giờ chúng ta đi vào cái gián điệp trước, gián điệp ngày qua còn lại. Ngày qua mình đã trình bày nhưng mà còn gián điệp còn lại trong cái đảng AST. Ông này đã bị bắt Ông uh, Max Milligan Đã Bị bắt ha. Nhân viên này Nằm trong cái đảng AFD đã bị bắt Và là gián điệp Làm cho Trung Quốc à, Đã bị bắt nha các bạn Nhớ tin này đã bị bắt Ông này là gì Ông này là nghị sĩ của đảng của đảng A, AST này và dự kiến vài ngày tới sẽ đưa ra pháp luật xử ông này à và ông này đã âm thầm và lặng lẽ nhiều năm trời liên kết mối liên hệ liên quan đến 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 gián điệp Trung Quốc mà ngày qua mình đã chia sẻ là gián điệp Trung Quốc nằm tại Đức này mới vừa bị bắt bốn bốn thằng à, trong đó có một thằng đã nằm trong cái đảng này và thằng đó đã liên kết lợi ông này ha. và ngày hôm qua là cảnh sát đức đã bắt cha này và trong những cái ngày tới sẽ đưa ra quốc hội ông này là thượng nghị sĩ trong cái đảng AFD này đó là tin nóng, còn những cái tin khác nữa dán các bạn cố gắng theo dõi đến. À, mình cũng xin là cảm ơn. À, đầu tiên gửi đến những à, người đã sống tại nước ngoài và đã theo dõi mình bỏ thời gian quý báo của bạn đã theo dõi mình trong những cái clip vừa qua. Xin chân thành cảm thả. Và cũng vì hôm nay tiếp tục nên cố gắng hỗ trợ mình để mình có những cái kinh phí tiếp tục trên con đường dài hạn hơn các bạn. Có đủ có đủ có đủ giờ. Có đủ giờ để làm partner ở lại YouTube và cùng từ đó mình có một cái kinh phí ít ỏi đầu tiên để làm chuyện chuyện đó nói sao đi ha chuyện đó mình sẽ nói sao và chuyện đó mình sẽ nói sao Ha, bây giờ à... các bạn cố gắng theo dõi hết clip để mình có đủ giờ để làm partner với lại là... YouTube. Đó là điều mình à. xin cảm ơn hết tất cả những cái clip à, vừa qua mà mình đã chia sẻ những cái thông tin và những cái mổ xẻ và những cái luật pháp và những cái môi trường nói chung là tất tật. À lưu tiện mình cũng à, để các bạn hiểu rõ hơn, để các uh, quý anh chị, quý anh chị hiểu rõ cái kinh mình tìm hiểu như thế nào, mình cũng uh, uh, cho xem, đây là cái kinh của mình, ha, cái kinh của mình đây bạn, nhớ ủng hộ mình nha trong những cái ngày tới nhớ ủng hộ mình tiếp tục mình để lâu tí xíu để cho các bạn ghi vào à, logo là con vịt nguyễn gạch ngang cái youtube hôm nay à, dễ mà à, cố gắng truyền đạt rộng rãi cho những cái người chưa tiếp cận được và việc đầu tiên xin cảm ơn rồi Chúng ta đi tiếp Đó là Điệp viên Gián điệp Thượng nghị sĩ Kha đã bị bắt Trong cái đảng AFD Mình với vừa nói Wow Tiếp theo tin nóng đó là gì À Cũng là Tình báo Tình báo của Nga Mà tình báo này nó Đã ký kết rất là cái đảng này rồi cái đảng AFT này nè từ 2000 khi chiến tranh Ukraine nổ ra 2022 hai à. khi đó đảng này đã cấu kết với lại nga ha và nga đưa ra một cái văn bản và chiến lược cho các cái đảng này để làm gì à để làm gì đó là coi như là tính ra là khoảng một năm rưỡi từ năm tính ra một năm rưỡi đảng này liên kết với lại nga là khoảng một năm rưỡi đã soạn thảo ra một cái chiến lược nga đã soạn thảo ra một cái chiến lược cho cái đảng AFP này tức là tháng 9 năm 2022 tới tháng 9 năm 2000 Bắt đầu từ tháng 9 năm 2012 Đó là gì? Đó là chiến lược gì? Đó là chiến lược mà làm kỳ quệ, chiến lược làm kiệt quệ nước Đức. Đó là kinh tế và xã hội loạn cho xã hội đức loạn sàn hậu và kinh tế suy sụp à, khi mà xã hội loạn là bắt đầu kinh tế nó suy sụp xuống đó là chiến lược thứ nhất còn chiến lược thứ hai là cái gì chia sẻ nội bộ ra trong các đảng rồi mà chia sẻ không có sự đoàn kết nữa. à nó làm cái chiến lược nó à, trong cái đảng nó chia sẻ nội bộ chiến lược ra âm mưu của nó khủng khiếp chứ nhưng mà đức thế là đức là thường nào hơi bị khó nha à Việt Nam thì còn chia sẻ chia sẻ chia sẻ chứ còn này là đừng có hồng đó đất này đừng có hồng nó rất là đoàn kết ừ. và sao và họ bỏ tiền ra họ bỏ tiền ha. họ bỏ tiền làm cái gì họ bỏ tiền làm cái gì họ bỏ tiền ra là thúc đẩy cái đảng này tăng cái số phiếu lên khủng khiếp chưa trong những cái thời gian mình thấy cách đây cách đây năm trước mấy tháng về trước Gửi mũi quá vàng cái đảng này nó tăng khủng khiếp tăng mà vượt bậc là do đâu là do cái tiền mà liên xô này tài trợ này ha tiền liên xô này nó tài trợ để tăng cái cổ phiếu này lên ừ. tạo cổ phiếu này lên để nắm quyền trong năm tới đó là năm tới là đất bầu cử vậy năm tới là đất bầu cử cho nên họ tăng cái số phiếu lên họ tăng cái số phiếu này lên là ừ, xin lỗi ta cái ghế này qua một bên nó dừng qua. rồi Ừ. tăng cái số phiếu này lên để quan năm á, là cái đảng này nó lên nắm chính quyền mà khi mà nó lên nắm chính quyền rồi là nó giết 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 những cái người mà đã sống ở đây bao ba mươi mấy năm nè ha nó cấu kết bắt đầu là nó cấu kết với lời tụi Nazi Nazi á, là đã tòa án đức này đã cấm rồi à, đức này đã cấm rồi không có cho hoạt động nữa thì nó nó sẽ lòn lõi tiền bạc gì đó lòn lõi tiền bạc và bắt tay cái tụi nazi sẽ tụi kia tụi kia là đã bị cấm nhưng mà tụi đưa tiền cho tụi kia thì tụi kia sẽ bầu cử cho cái đảng này lên để nắm quyền à vừa qua nó đã câu kết câu kết cái đảng với lời cái đảng cu cu thiên chúa giáo đó bạn thiên chúa giáo rồi À, cái đảng đó nhưng mà không thành đảng đó không chịu à, bây giờ coi như từ từ bắt đầu tan rã bắt bắt những cái thằng nghị sĩ nè bắt những chủ tịch này, chủ tịch của đảng này cũng đang một cái thằng chủ tịch đảng này đang ra tò cách đây cách đây mình ở khoảng trăm km đang ra tò có thể là phạt tiền có thể là tù À, báo chí nó cũng đã đưa lên truyền thông nó cũng đã đưa một là tù hai là phạt tiền là cái đảng này là chủ tịch đó, đang ra tòa còn ông này là đã bị bắt và trong những cái ngày kế tiếp ông này sẽ ra tòa nó như thế nào thì mình sẽ truyền đạt lại những cái tin tức cho à, quý anh chị quý anh chị nghe và tham khảo đó là ba cái uh, chiến lược ba mục đích chiến lược mà uh, Liên Xô đã âm thầm cấu kết với cái đảng AFD này trong cái năm 2022 đến ngày hôm nay đã bị bắt, vừa rồi cũng đã bị bắt, bị bắt hai thằng ở dưới Bayern. à và hôm nay mấy ngày nay cũng bắt chủ tịch đảng nè bắt chủ tịch đảng ra rồi hôm nay qua kia là là bắt luôn cả nghị sĩ nghị sĩ trong cái đảng này mà ông này là nằm ở trong cái đã ngồi ở trong cái ghế ở tại bút xe đó bỉ đó xe đó không Đấy, ông đó đó và ông đó có nhiệm vụ là gì nhiệm vụ của ổng là liên lạc liên lạc truyền thông với trung quốc với liên xô kinh trương bạn thấy kinh trương và ngày qua ngày kia gì đó là bạn đã, đã bắt được ba thằng trung quốc nội gián của trung quốc tại đất này bạn thấy sao bình luận ở dưới nha ha đó là một sự đây là chẳng qua là mới mới của bản tảng băng nổi thôi bạn à. nổi thôi còn còn trong những cái ngày tới nữa là chuyện gì xảy ra là bảo biết không? còn những thằng nó đang lặn sâu dưới đáy biển nữa chưa nhóc đầu lên và sắp tới là trong tuần tới sẽ có tin mới có thể là nó lộ diện ra sẽ bắt tiếp tại vì cái cái viện trợ của Mỹ 61 tỷ này trên đường đang đi tới Ogopa này nó sẽ phá hoại cái vụ này thì là những cái thằng bắt đầu là những cái thằng lặn sâu đó sẽ có một cái chỉ thị làm việc của tụi ở bên kia cho nên là chờ chờ những cái ngày tới nó như thế nào hoặc là những gián điệp chi có thể là thượng nghị sĩ này sẽ khai ra sẽ liên lạc với ai trong trong cái khối châu âu này phải chờ xem đón xem nha các bạn đón xem tin của mình nhớ và truyền cảm hứng đến cho với mọi người với các bạn các đồng nghiệp của bạn của bạn bè và chia sẻ cái tin này nóng đang nóng là đang rất nóng ở tại đất này đang rất nóng lại đất này. Ha. rồi tin nóng còn nhiều tin nóng nữa à hai cái tin nóng tin nóng ngày qua này còn lại nè à, ngày qua mình cũng chia sẻ một cái clip rồi cũng tin nóng hôm nay còn lại mình chia sẻ nốt à, hết bây giờ phần hai ngày qua mình lộn cái là mình nói vấn đề là 6 triệu chứ không không phải là 6 triệu mà 6 tỷ xin lỗi nha à, hôm nay là mình xem lại kỹ càng là coi như là 6 tỷ 6 tỷ bổ sung thêm. À, bổ sung thêm là ngày qua mình cũng đã chia sẻ rồi, xem lại cái clip ngày qua nha các bạn. Cái clip ngày 26 ngày 26 tháng 4. Cái clip ngày 26 tháng 4 nữa. năm 2024 mình đã chia sẻ từng ly, từng ly từng ly từng tí trong đó nó có những cái uh, bộ phận gì À, trong đó nó có những bộ phận gì Để mình xem nó có toàn đây không à, Có những cái bộ phận gì cần thiết mà Chắc không có đâu Data à, nè Máy bay không người lái nè Rồi phòng thủ nè Rồi đạn pháo Đạn pháo cho Cho, cho pháo đó đạn cho cái pháo pháo bốn chân của Mỹ, à, rồi radar, rồi máy bay không người lái, và phòng thủ patriot nữa, à, rồi gì nữa, à, đó trong cái gói viện trợ đó sẽ mua thêm, coi như là mua thêm hỗ trợ xem 6 tỷ trong đó. À, và dài dài chúng ta sẽ còn tiếp những cái nước nào sẽ cung cấp uh, những cái tin tiếp theo uh, nhớ theo dõi. Còn những cái gì nữa? Tin nóng nha các bạn. Hôm nay mình chỉ đi sâu về tin tức thôi. Ngày 27 này, tin buổi sáng này mình chuyên môn đi sâu về tin tức. ha. 6 tỷ Và hôm nay mình biết cái tin là 6 tỷ này sẽ giao cho cái nhà thầu quốc phòng của Mỹ Đã. Các bộ phận, ví dụ đạn nè, máy bay không người lái nè, rồi Patriot nè, rồi phòng thủ nè Sẽ giao cho các nhà nhà thầu quốc phòng tại Mỹ Tùy theo, tùy theo chậm hay trẻ, đó là việc của các nhà thầu nhưng mà nhà trắng sẽ thúc giục nhanh hơn, ừ, cái dạng vậy sẽ thúc giục cái vụ này để có thể nhanh hơn à, để giúp cho ukraine à, có thể đủ đỡ đủ điều kiện chống đỡ lâu dài. đó là là mục đích của sáu tỷ bổ sung cho cho ukraine và ukraine có đủ sức mạnh mẽ hơn trong chiến lược lượt phòng thủ nhà trắng sẽ cố gắng thúc đẩy các công ty của mỹ có thể làm nhanh hơn một tí xíu vì trong lúc này hợp đồng nhiều quá nhiều khi đội mỹ có làm kịp hay không thì cũng chưa biết À. rồi chúng ta đi một thứ hai đó là tin một thứ hai về tin vui bây giờ một thứ tiếp theo nữa cho ukraine là cái gì hơi buồn một tí xíu ạ à? ha tin buồn một tí xíu cho ukraine ngày qua cũng là eu đã ra cái quyết định chưa có một cái nước nào cung cấp uh, cái dàn phòng thủ cho patriot sau khi đã kết thúc cái cuộc họp vào chiều ngày hôm qua à, thì không biết những cái ngày tới không biết như thế nào thì mình trong những chương trình tới thì nó không biết như thế nào nhưng mà theo cái tin mình biết được thì là không có không có cái nước nào à. đó là một cái tin buồn một cái tin buồn à. đó là một cái tin buồn cho ukraine qua wow. một cái tin là ngày qua cũng có một cái tin là hộp hộ, hộp hết các bộ trưởng quốc phòng mà do Mỹ dẫn đầu là coi như là làm cái gì qua wow. không phải là đi tới gặp nhau ở tại Munchen À, mà qua cái trực tiếp qua cái mạng đó thì à, bộ trưởng quốc phòng à, Mỹ nói cái gì ha! ông nói là chúng tôi không thể dừng bước trước cái hậu quả của Putin đã, đã gây ra cái chiến tranh cho Ukraine và nếu để Putin thắng thì hậu quả không lường đối với toàn cầu cho nên ông phát biểu là không trùng bước Đấy. không thể nào trùng bước được trước những cái thằng lọc tài như thế này khi mà nó chiến thắng thì là ấy. khi là chiến thắng rồi nó làm bất cứ điều gì có thể làm, ha à, các bạn thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cũng biết rồi. nó như thế nào ở Trung Quốc, không? nó như thế nào ở Trung Quốc, ở mấy cái nước xã hội chủ nghĩa độc tài khác, chúng ta cũng đã nhìn thấy và hiểu được nó xảy ra như thế nào cho dân chúng, ha à, cho dân chúng, cho toàn xã hội của nước đó. À. cho nên là không thể dừng bước được không để một không đánh thẳng vào liên xô nhưng mà biên giới của ukraine phải lấy lại toàn vẹn lãnh thổ đó là điều chứng nhiên lãnh thổ của mình mình phải lấy lại chứ không thì nhường một bước nó sẽ tiến một bước như trung quốc chẳng hạn ha nhường một bước ở biên giới phía bắc thì là nó lại lấy thêm cái hoàng sa rồi xong nhường hoàng sa cho nó nó lại xem thấy trường sa rồi nhường hoàng sa xong là nó, nó lại phanh dùng cái đường lưỡi bò rồi gì nữa rồi lại nó bỏ tiền đầu tư cho thằng campuchia khốn nạn thằng campuchia phản bội tổ quốc thằng đó là phải triệt thằng đó mới được nó phản bội đến nỗi rồi nó cho thằng đàn anh kia xây cái cảng để làm gì để nó bao trùm chúng ta nó bao trùm như thế này chúng ta lọt vào lưới thì nó muốn độ cắt lúc nào nó cũng cắt được còn ở phía trên kia là gì phía trên lào dòng sông Mekong là gì làm gì nó đắp đập nó xây đập quá trời làm chúng ta năm nay sao nước không có rồi cái gì nữa khô hạn cây cối chết hết cá chết cây cối chết chứ đâu phải thiên tai đâu thiên tại đâu đến nỗi miền nam làm gì có cái chuyện mà khô hạn trong cái, cái 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 cái, cái thời điểm nó như thế này thôi mình đi như đó thôi đó là nhường một bước nó sẽ tiến một bước nó sẽ lấy tiếp theo một cái gì đó nữa mà nó phải ép chúng ta phải làm đó là điều đó không thể chấp nhận được. Rồi. Bây giờ chúng ta đi phần 1 phần 2 rồi. Ha. Bây giờ tới phần 3. hệ thống phòng thủ chúng ta cái hệ thống phòng thủ à bây giờ mình cho xem một cái hình ảnh hệ thống phòng thủ nó như thế nào ha à, xem nha các bạn cái dàn phòng thủ nó ra làm sao đây là cái dàn phòng thủ nha ha cái dàn phòng thủ là số 1 nè trong đó nó có số 1 số 2 à, số 3 và số 4 ha dàn phòng thủ đây thấy chưa cái dàn phòng thủ này nó như thế nào mình sẽ mổ xẻ nó ra yeah. ha. Nó như thế nào Thì cái dàn phòng thủ này á Đây là dạng phòng thủ Patios Hiểu không Nó có hai phi hành đoàn hai người Để phục vụ cái này Có hai người thôi Không có cái nhiều quá Có hai người thôi ha. Nó có thể nắm bắt tin nắm bắt thông tin và bằng cái máy tính à, bằng cái máy tính là nó bắt được những thông tin và nó thể kiểm soát được tới 50 mục tiêu cùng một lúc cùng một lúc là nó kiểm soát được khoảng 50 mục tiêu tin chưa có hai người thôi có hai người kiểm soát được 50 mục tiêu và điều thứ ba là cái gì? Việc thứ ba của nó là cái gì? Ừ. Khi mà nó, nó, kiểm soát được cái mục tiêu rồi á Bắt đầu là tên lửa sẽ tấn công lên à. Tên lửa tấn công có thể cùng một lúc Cùng một giây thôi Năm tên lửa này nó sẽ tấn công cùng một lúc ha số dụ thằng nào nó đi trước một hai ba bốn năm là đồng một lúc năm cái nó sẽ phóng lên còn thằng đi sau thì sẽ tính sao ha còn một lúc mà năm quả đạn sẽ phóng khủng khiếp chưa và tầm bắn thứ tư nữa là tầm bắn của nó là khoảng 68 cây khi mà nó phát hiện tầm cỡ như gì khoảng độ chính xác của nó rồi là ở đây nó phục lên nổ này tới cái điểm đó là ở đây phục lên năm trái cùng một lúc là nổ nổ banh xác không tha thứ một thằng lập tài nào cả vô bây giờ tiếp theo cái tin nữa tin gì đây một cái tin uh, của Pháp và Đức có một cái hợp đồng về sản xuất sản xuất xe tăng Leopard ha. và chuẩn uh, trong những cái năm tới sẽ Pháp sẽ dùng xe tăng của của Đức này ha. sản xuất hai thằng sản xuất cái loại này và pháp sẽ đổi đổi xe tăng của pháp sẽ dành trong đó nó trong đó nó còn có những cái bộ phận tân tiến mới đời mới kêu là đời mới tân tiến đời mới hơn à. thứ nhất là gắn cái cái trí tuệ nhân tạo AI vào ha xe tăng đó nhắn gắn sẽ gắn sẽ là gắn trí tuệ nhân tạo à rồi gì nữa sẽ gắn thêm là vũ khí laser ở trong đó nè trong chiếc xe tăng đó nè để làm gì để bắn những cái để bắn bắn máy bay không người lái động mày bay tới mày chơi xe tăng nó chơi mày luôn cái dạng gì Thú vậy chế tạo xe tăng gắn vũ khí laser làm chống trí tuệ nhân tạo vô nó biết được là nó dùng cái vũ khí này nó dớt trái luôn. dài dây thôi thằng này là, chưa nhủi vô là, là đã rớt rồi à, dạng gì chết đạn bắn thì không chính xác à, nó dùng hệ thống ai đó. Là nó phát hiện là nó đi theo dõi luôn thằng đó bay tới đâu hay tới đó bay tới đâu đó thì thì, thì tuy là dê đó nó sẽ đi theo đó là dài dây là cái cái đó sẽ cháy à. chị giá nhiều các bạn biết chị giá nhiều không Khoảng một tỷ một tỷ oi vô à. cái này cũng cũng tranh cãi lâu lắm thì hôm nay mới đưa ra một cái quyết định hai bên hai bộ trưởng hai bộ trưởng quốc phòng đó đặt bút ký à, đặt bút ký tên và những cái, bắt đầu hai cái các công ty của đức và pháp sẽ sản xuất cái loại này ra à, dành cho những cái thời gian kế tiếp ừ. và ngày qua mình cũng nghe, một cái tin mới của quốc hội Đức Coi như là Những cái năm tới coi như đã chi ra quốc hội Đức đã, 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 đã Đồng ý Coi như là đồng ý các đảng với nhau Đã chi ra Sẽ chi ra khoảng 100 tỷ 100 tỷ nha không phải một tỷ triệu nè Nhớ kỹ 100 tỷ Oigo sẽ đầu tư cho cái ngành vật phòng à, trong những năm tới. Không ít anh nha bạn. Đó là cái tin mà ngày qua mình nghe nhưng mà mình không có đưa lên như hôm nay mình mình chỉ truyền uh, đạt lại thêm cho quý độc giả. ừ Ờ còn hai tin nữa. còn 4 năm nữa. Rồi rồi bây giờ chuyển qua cái tin vui tin vui cho ukraine đi ngày 26 ngày qua tháng 4 năm 2024 đúng 7 giờ 58 phút coi như là có một cái tin sau khi mà họp và mình đã nói trước rồi cái chai châu Âu nó đưa cái đau quyết quyết định chưa thấy cái cái đồng minh nào mà nhúc nhích để cung cấp cho UK ra à, Patriot nhưng mà đến giờ phút chót 7 giờ chiều thì cũng có một nước là đó là Tây Ban Nha đã xem xét và cung cấp cho Ukraine một dàn tên lửa Patriot. Đã, mới nãy mình cũng uh, 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 chuyển đến cho các uh, quý độc giả xem. Đó là cái hình ảnh đó. đó. Ha. Thì uh, cũng tin vui. À. Thì nói chung uh, anh này, cung cấp nè, Hà Lan cung cấp nè, Đức cung cấp nè. Bây giờ có thêm uh, có thêm Tây Ban Nha nữa thì cũng được bốn cái rồi bây giờ còn ba cái nữa ha ba cái nữa trong cái ngày những cái ngày tới coi xem thằng nào thằng nào sẽ cung cấp tại Ukraine cũng phải phải minh đét thêm phải cần bảy cái bạn cần bảy cái nhiều thì không có nhưng cái này đắt tiền quá không những cung cấp nó cái cái súng không nằm không mà còn phải lặn dược nữa một quả đạn đâu có ít tiền cho nên mà khi mà xảy ra ơi à cũng nhiều tiền chiến tranh là nhiều tiền mà ừ. bắn đi mà cho bắn ra mà không lấy lại được cái đồng nào đó là vậy cho nên là đó là chỉ có tiền thế của dân thôi mới làm được chuyện này tiền thế của quốc gia thì mới giúp đỡ được cho người dân không có khả năng làm chuyện này rồi đó là tin vui được uh, anh bốn bốn chiếc rồi còn ba chiếc nữa trong những ngày tới mình sẽ chia sẻ ai sẽ là người cung cấp tiếp theo ha. và cái tin tiếp theo của uh, tổng thư ký nato soi tên bệch nói cái gì ở Berlin linh nói cái gì ở Berlin tại vì trong những cái ngày tới nè rất là quan trọng bạn tại những cái vũ khí mà mỹ sẽ đưa đến châu âu này rầm rộ đúng không mà phải cần có một cái sự bảo đảm hoàn hảo từ châu âu này đi tới ukraine cho nó an toàn những cái vũ khí này rất là là nguy hiểm là attack ms này à anh hiểu không là những cái loại vũ khí đặc biệt không ấy kỳ này là loại những cái vũ khí được cho nên cái sự an toàn phải cần có cái sự an toàn của châu âu này ha sự an toàn trên đường đi không để ra một cái sự cố cho nên tôi về tuyên bố rằng với đức và anh gián điệp của nga đang rầm rịch ở đây Nga đang chỉ thị gián điệp nằm ở đây bây giờ đã bắt rồi bắt mấy thằng rồi nhưng mà còn những cái thằng nó nằm sâu dưới đáy biển nó chưa nhóc đầu lên bây giờ nó đang chờ cái chiến hàng này để nó phá hoại nhưng ông thôi trên bệt đã tuyên bố rằng với đức và anh chúng tôi sẽ hỗ trợ cho ukraine đến đến nơi và đến chốn Chúng tôi không có sợ Nga à, Ông nói vậy Dù Nga đã gắn gián điệp ở đây Chúng tôi sẽ bắt hết Đó là điều ông nói Nhắn gửi đến Đến Liên Xô Đến Putin Đó là lời nhắn gửi của ông Đến ông Putin Cho nên Mấy ngày nay cũng xảy ra chuyện một chút nữa bên anh cũng còn có Một thằng gián điệp nữa một chút mình chia sẻ Hiểu không Nó là gì Nó định phá hoại cái gì ừ, Nó định phá hoại cái gì Cho nên trong cái vấn đề người ta này Người ta cũng Mỹ cũng đang lo cái vấn đề Cái vụ này Phải về, coi như là phải cân nhắc Cho nó kỹ lưỡng vì một cái trái đạn là à, Hàng triệu, hàng triệu đô la Chứ không có ít tiền nữa mà. Đó là lời à, tuyên bố của ông Tổng thư ký NATO Stoltenberg Với uh, Chính phủ Đức Và chính phủ của Anh ừ. Ông hứa sẽ Coi như là cẩn thận trong cái vấn đề này đấy và hứa luôn cả cái liên minh nói chung là đó, dù nga có phá hoại như thế nào phải chăng nữa gián điệp của nga đang ở ở không những ở đức không những ở đức mà ở cả cả anh đó, đó là vậy cho nên là có thể là nằm ở trong đâu đó cái nước châu âu nhưng mà đất này này nhiều tại vì đất này có có một cái cái chạm rung chuyển của thằng mỹ nằm tại đây đặt tại dưới bay đó rai 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 gì đó cái từ rai rai stem cái chỗ đó. rai gì đó đó là cái cơ quan cơ quan châu âu của thằng mỹ nằm ở tới tại bay à đó là là cái khâu đó là khâu quan trọng cho nên là gián điệp của thằng nga nó đang hoạt động âm thầm đang hoạt động để nó phá hủy cái cái khối gói viện trợ này à, cho nên tối ngày qua gửi lời nhắn nhủ đến putin ra chúng tôi không sợ và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cho ukraine đến giờ phút chót rồi cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi dài 30 phút hãy tiếp tục nghe tin thời sự nóng hoặc là vui buồn tiếp theo còn hai giây nữa cố gắng bạn đây là tin buổi sáng rất là quan trọng cho nên mình chỉ chia sẻ tin nóng thôi còn tin gì hơi buồn cho ukraine nữa thì uh, mình không uh, đi rõ chi tiết mấy cái này nghe bên uh, cơ quan cơ quan mà cơ quan hạ tầng cơ sở của ukraine báo tin cho thủ tướng ông selinki đó là nga đã đánh bom đánh bom những cái đường sắt chở vật liệu vũ khí họ muốn làm tê liệt vấn đề vận chuyển này từ châu âu sang à, nghe tin vậy thôi đó, đó là đó là cái tin tin buồn hay vui mình biết rồi, thật hay giả mình cũng chưa biết nhưng mà nếu mà ông selinki ông nói ấy, thì chắc là cũng có được không còn bên liên xô thì nó nói là nó đã đánh trúng cái cái một cái chiếc tàu lửa đang chạy trên đường chở vũ khí của châu Âu. qua nó Nói vậy mà biết có phải hay không phải à, nghe tin lại cho nó chính xác. Còn mình chỉ biết là cái hạ tầng cơ sở đường sắt của Ukraine bị tấn công. Còn cái vấn đề thiệt hại nó như thế nào thì không biết được. À, cho nên là chúng ta cần quan sát thêm nghe thêm nghe thêm những cái tin tin youtube khác à. rồi bây giờ chúng ta đi tới một thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2024 còn lại những cái giờ phút chót 15 phút mình cố gắng truyền đạt hết những cái tin nóng hổi ngày buổi sáng ngày hôm nay cho quý vị nghe đó là gì? À, thủ tướng tước kêu gọi các đồng minh nên hỗ trợ thêm, à, nên hỗ trợ thêm cái cho cái cái loại vũ khí phòng thủ cho Ukraine, Đức đã đi đầu. À. đó là gì đã có hứa hẹn ừ. cho nên là thôi chúng ta cũng được bốn chiếc rồi anh đức hà lan và mới đây qua giờ chiều 58 phút 7 giờ năm đó tây ban nha cũng đã hứa hẹn một chiếc coi như là được bốn chiếc bạc còn ba chiếc nữa trong những ngày tới thì như thế nào cho nên chúng ta phải chờ xem ai là thằng cung cấp tiếp theo rồi bây giờ mình tới uh, anh quốc xin anh quốc nha đây là gián điệp nga nữa Thấy không? trong cái lúc này trong cái lúc này lộn xộn vũ khí mỹ đang trên đường tới cho nên cái vấn đề gián điệp nó nằm khắp nơi không những đức vừa rồi bị bắt đâu mà nó còn nằm ở anh nữa thì thì anh hôm nay cũng đã đưa, đưa tin là đã bắt được nghi vấn buộc tội một cái người gián điệp nga ông này là độ khoảng 20 tuổi với mục đích là gì nhiệm vụ của ảnh là làm cái gì là phá hoại phá hoại các công ty thương mại công ty thương mại đây những công ty vừa buôn bán ha công ty buôn bán thương mại làm ăn với ukraine đó là sẽ phá hoại và nó nằm ở đâu phía đông phía đông london à, mình không biết là phía nào nhưng mà phía đông phía bắc gì đó à, mình chỉ biết phía đông thôi nó nói phía đông thì mình biết phía đông rồi chứ không có à là những cái công ty thương mại hỗ trợ Ukraine này hoặc là buôn bán này, là nó phá hoại và đã tình ngư rồi đã bắt cho này. Còn những cái ngày tới tiếp rồi nó nó, nó xảy ra cái gì nữa thì chúng ta mình sẽ truyền đạt thêm. Ừ. Rồi tin vui tin vui cho Ukraine là cái gì nữa? tin vui tin ukraine à không phải là tin vui mà u tổng thống selenki xin thêm xin thêm cái gì sao sáu mươi tỷ rồi ngày qua hộp trực tuyến á, có ổng qua trọng cho nên ổng xin thêm tí xíu nữa. <laughs> xin thêm tí xíu đó là hệ thống phòng thủ patriot cần thêm đất nước đất nước ukraine okay, nó rộng quá mà bảy cái sao lũ được mà trước đây đất nó cũng cấp được ba cái rồi nếu mà đây hiện tại sắp tới là bốn bốn là bốn 47 bảy bốn mới bảy nhưng ông bây giờ muốn xin thêm là không đủ nói chung là không đủ không đủ ổng trước đây ổng xin ổng đã nói là ổng xin 25 nhưng mà cái này nó đắt quá bạn phải chờ thời gian từ từ giải quyết được chứ đâu có đồng gái mà 25 ở đâu có đúng không trong cái khối NATO hình như là cũng gần ba chục cái ba chục thằng thì mà mai mấy nước thụy sĩ thụy điển ở gì nữa à đan mạch hoặc là bô lên bô lên nó nằm sát ngay liên xô á dù cũng chưa chắc thì nó cung cấp hoặc là lít thau nước cái nhỏ nó nằm ở đây. Nó sát cái liên xô nó phải phòng thủ với dao đó thì lão quản nó chơi cái mình không biết làm sao mình tính cho nên là mấy anh cũng đang lưỡng lự trong vấn đề này Đúng không? xin thêm Ông xin thêm patriot trong tình hình nếu mà nếu mà được ấy, là có thể sáng sủa hơn một tí xíu và có thể gió sẽ đổi chiều Dạng vậy Có cái đó rồi thì Quân đội của nó đánh xa trước Và sau đó tấn công sẽ đổi chiều Và có thể tình hình Sẽ sáng sủa hơn một cái chiếu Ông xin thêm cái loại đó Nhưng mà chờ dài ngày đi Thằng nào cung cấp nữa thì mình sẽ 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 gửi tin Cho các quý vị nghe Còn bây giờ thì Được bốn cái à rồi năm xin thêm xin thêm rồi đường sắt rồi à ừ xin à, thêm xin thêm đó còn được hay không được thì mình cũng không biết được giờ chương trình là đến đây cũng uh, xin tạm dừng và lời cuối mình cũng uh, có cái lời để nhắc nhở ai đó trong chúng ta xem cái clip này bình luận ở lưới cho mình cái gì đó cũng được uh, mặt, uh, mặt méo mặt nhân mặt đẹp thật xấu hoặc là bông hoa bông hoa tàn hay là bông hoa nở gì cũng được không sao cả lượng ở dưới tại vì đã là đưa cái khuôn mặt dày này lên <laughs> à, trên truyền thông thì tất nhiên chúng ta cũng phải chấp nhận điều đó dù tốt hay là xấu dù may mắn hay là, là hạnh phúc đó là lời của mình và bây giờ cái lời cảm ơn lời cảm ơn lời cảm ơn gì lời cảm ơn đến hết tất cả À, đã hỗ trợ mình trong những cái clip vừa qua ừ. ít nhiều cũng được ba uh, mươi mấy người. Thì, uh, hôm nay mình muốn uh, à, truyền đạt hết đến hết những người đó có một lòng cảm ơn. Nếu các quý vị cố gắng thêm tí xíu nữa thì đó là hạnh phúc cho mình à, chia sẻ thêm cái thông tin ngày hôm nay để nhiều người cùng biết và cũng có một cái lời cảm ơn đến quý vị đã dành chủ yếu chút ít thời gian theo dõi đến hết cái đoạn clip này đó đó là cũng là một cái động lực để cho mình à, tiếp theo Ồ, trên con đường dài còn nhiều cái 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 tin vui còn nhiều cái tin uh, buồn uh, uh, sẽ truyền đạt hết những uh, tên uh, gián điệp đang nằm khắp châu âu trong những ngày tới nó còn những thằng nào sẽ ngóc đầu lên thế cho nên uh, còn dài dây thì không gì hơn thì cố gắng uh, nghe vài giây nhạc cho nó uh, có tinh thần chờ vài giây đó bạn chờ mình vài giây coi nó làm sao Đợi mình vài giây thôi, bản nhạc buổi sáng hôm nay Nó có cái gì hay hay không Nói chung mình cũng chưa có cái thời gian để lựa chọn Để dài bữa nữa ờ cái này chắc không hay nhẹ quá đúng không bạn nghe gõ 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 đá chút xíu cho nó thanh thản tí xíu căng quá nãy giờ coi như là à, tin nóng tin buồn tin uh, căng quá cho nên chúng ta cũng thư giãn một tí xíu. Rồi. Các bạn đã trải qua thời gian 55 giây. Chúng ta cũng đã nghe hết những cái câu chuyện ngày 20 tháng ngày 27 tháng 4 năm 2024. Còn những cái tin gì buổi chiều nữa thì mình sẽ cố gắng còn lại những cái buổi chiều ngày hôm nay vài tin nữa rồi sau đó chúng ta đi chia sẻ hoặc là so sánh hoặc là cái gì đó à. rồi chúng ta trải nghiệm ừ. nếu có thời gian mình làm thì nó còn khó thì là để ngày mai à. và hãy upload cảm ơn tất cả và lời cuối xin chào